Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, sẽ có 17 dự án với tổng mức đầu tư hơn 68.329 tỷ đồng sẽ được khởi công trước ngày 1 tháng 7 năm 2019. Trong đó có một số dự án có quy mô lớn như nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị 1 của Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan với tổng mức đầu tư trên 55.000 tỷ đồng, các nhà máy điện gió Hướng Phùng 1, 2, 3 với tổng mức đầu tư trên 3.700 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Quảng Trị dự kiến có 8 dự án do các nhà đầu tư thực hiện sẽ hoàn thành trong năm 2019 với tổng mức đầu tư gần 5.120 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ tạo điều kiện thuận lợi, cùng đồng hành tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục pháp lý theo đúng quy định và đảm bảo theo đúng thời gian.